Và lời nói đầu tiên cho Bình, cho Thứ Quý gửi đến cả nhà lời chúc sức khỏe, lời thăm hỏi nhiệt tình và lời chào trân trọng nhất. Và trong clip hôm nay mình sẽ dọn những cái cây tre nào không cần thiết nha cả nhà. Xin mời cả nhà hãy xem video. Những cái nhánh đây là những cái nhánh tre mẹ hồi đó mình trồng nè, nó mọc lên những cái nhánh này nè cả nhà. Đó bây giờ nó đã lên có cây măng bự rồi. Thì bây giờ mình sẽ cưa nó. Bây giờ mình sẽ cưa cả nhà, mình cưa những cái cây già này nè, nó sẽ dưỡng những cái cây ngò, cây tơ lên. Mình sẽ cắt những những cái nhánh tre này để cho nó sẽ nuôi cây măng bự này, nó sẽ mọc lên là 3 cây măng nữa cho cả nhà xem. Mình đâu có cần tiết đâu, chừa mấy cái này nữa. Cắt nó đi. Ăn quá. Đó. Đây là đây. Cái nhánh này là cái nhánh là hồi lúc trước mình trồng nè cả nhà. À, cái nhánh này là lúc trước mình chiết xong mình trồng nó xuống nè. Là cái nhánh mẹ đó, nhánh này là nhánh đầu tiên nè. Còn cái nhánh này á, là sau khi trồng vài tháng nó sẽ lên được cái nhánh này. Đó, và khi vài tháng sau nó sẽ lên được cái nhánh bự như thế này. Đó, và sau đó nó sẽ lên cây măng nữa, sẽ có 3 lứa. Đó, như vậy đó. Bây giờ mình cắt cái này cho nó nuôi dưỡng cái này nha cả nhà. Đó, giờ cắt nha. Đó, giờ cái nhánh này nó già, mình đâu cần thiết để nữa đâu. Đó, nếu mình để đó, nó sẽ nuôi, nó cung cho nuôi cho cái nhánh này. Cả nhà thấy không? Ở này tại này mình có thấy cây này nó mới có một cây à, cho nên cái này đúng ra mình cắt luôn nè, mà bây giờ mình chưa có cắt nè, đợi nó lên cái măng nữa đi, để lên đây hai cây măng nữa mình sẽ cắt cây này. Đó, mình chia sẻ cho anh em nào mà mới có làm vườn đó, mới làm vườn trồng tre Tứ Quý này khoảng chừng năm đó mà chưa biết cách tiễn cây nào tiễn và cây nào không tiễn đó, thì nên vào xem cái clip của mình ha. Đây là những cái thân tre mẹ đó nè. Đó, mình sẽ cắt. Bây giờ nó đã mọc lên rồi cả nhà. Cây này là cây mẹ đầu tiên nè, là tới cây này. Không, cái đó nó mọc lên cây này nè. Cây này không nó mọc lên được hai cái măng này là lên là thấy là bự rồi đó. Thì mình cắt nha. Đó. Thôi đâu có cái đó. Cây này mình dưỡng nó thời gian nữa đi cả nhà. Đó, lên măng nè không. Đó, này là vườn tre mới có khoảng một năm mấy thôi đó cả nhà. Đó, mà bây giờ nó lên măng nhìn thấy đã. Đó, bây giờ mình giống như bụi này, cái nhánh này bây giờ nó già đi rồi. Không cần phải chừa nó nữa, mình phải cắt nó đi. Nó sẽ nuôi dưỡng cái măng này nó sẽ mau lớn hơn nha. Còn ngọn lá bự, tiếc quá. Măng này có 3-4 kg à. Nè, để cái tay vô nè. Hai cái tay là để giáp lại nè cả nhà thấy không? Đó. Có cục măng hết, cái cục măng bự. Đó, cả nhà thấy không? Măng này là tới 3,5-4 kg đấy. À. Rồi. Đó, kéo lục bình lên để gốc cho nó mát cả nhà ơi. Gốc cho nó mát bắt đầu nó để ra nó để nó sẽ đâm ra. Để lục bình này cả nhà thấy không? Đó, mình chạy gì đó thì nó sẽ mát gốc. Mà
nó sẽ lên. Qua vườn tre, ai biết vườn tre của mình lạ quá. Kia mình ba cái cỏ này á cả nhà biết không, cỏ này là mình tận dụng mình nhổ gì nè đó, mình đậy vô gốc sau khi nó sẽ nó khô đi, nó mục, nó sẽ trở thành phân hữu cơ rất tốt cho tre đó. Đây là mình tận dụng cỏ luôn nha, chứ mình không có bỏ nha. Đó, tre này nó rất là chịu phân hữu cơ.